Xin chào các bạn, tôi Nguyễn Minh Bình hiện đang có mặt tại Cầu Xéo ở tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thì đang chăm sóc sức khỏe của mình và hiện ngồi với tôi là một em gái rất là xinh đẹp. Chào các gia đình. Chào mọi người ạ. Em tên là gì? Em hãy giới thiệu em tên là gì và em và anh Bình đang ở đâu ạ? Dạ vâng, em xin tự giới thiệu, em là Lê Thị Chuyên Mộc ạ và em đang ở nha khoa thẩm mỹ Lava Dental ạ. Dentist tức là cái từ tiếng Anh có nghĩa là nha sĩ và rồi là bên em là chuyên về nha sĩ tức là răng. Vậy cụ thể em làm những dịch vụ gì về răng ạ? Em là y sĩ ạ. Em có thể gào cao em là y sĩ, em có thể lát được cao răng và bên em làm những dịch vụ gì nữa ạ? Dạ, bên em có rất là nhiều dịch vụ ạ, chám răng, lấy thủy hoặc là làm răng sứ thẩm mỹ, cấy hình len, niềng răng, rất nhiều dịch vụ. Rất là tuyệt vời, cảm ơn em. Hôm nay là hy vọng anh sẽ được là một bộ răng tích hơn, sáng hơn, đẹp hơn. Em hãy nhắc lại cái địa chỉ cụ thể của em là ở bao nhiêu rồi? Cụ thể để dạ, em được 323 Tân Quý. Tân Kỳ, Tân Quý không em? Tân Quý, rồi, rất là cảm ơn. Chào người đẹp và chào tất cả các bạn. Dạ vâng ạ.